Chào các em học sinh thân mến. Hôm nay là cái tuần thứ hai, thầy tiến hành giảng bài trực tuyến để ôn tập cho các em khối 12. Cũng như lần trước, hôm nay thầy cũng giới thiệu tiếp cái phần ôn tập hình học về khối đa diện tiếp theo. Thì vừa rồi, cái phần khối đa diện, thầy cũng đã ôn tập một số cái khái niệm cơ bản, các cái kiến thức trọng tâm. Hôm nay thầy sẽ tiếp tục. Ở đây thầy tiếp tục nhắc lại lần cuối cùng về các cái khối đa diện đặc biệt, đó là khối lăn trụ đứng. Khối lăn trụ đứng thì có các cạnh bên vuông góc ở đấy. Khối lăn trụ đứng tam giác thì có đấy là một tam giác. Khối lăn trụ đứng tứ giác có đấy là một tứ giác. Một điều quan trọng ở đây là chiều cạnh bên vuông góc với đấy, do đó cạnh bên của khối lăn trụ đứng cũng chính là chiều cao của khối lăn trụ đứng. Thầy sẽ nhắc lại phần khối lăn trụ n giác đều. Khối lăn trụ n giác đều chính là khối lăn trụ đứng. Bên cạnh đó nó có thêm một tính chất nữa là đấy là một đa giác đều. Chẳng hạn khối lăn trụ tam giác đều thì nó phải đứng và đấy của nó phải là một tam giác đều. Chẳng hạn như trên hình thì minh họa khối lăn trụ đứng tam giác ABC, A phẩy, B phẩy, C phẩy có đấy ABC là tam giác đều, thì lúc đó còn gọi là khối lăn trụ tam giác đều. Tương tự khối lăn trụ đứng, khối lăn trụ tứ giác đều ABCD, A phẩy, B phẩy, C phẩy, D phẩy thì nó phải đứng, đồng thời đấy của nó là một tứ giác đều, hay nói cách khác nó là một cái hình vuông. Tiếp theo, thầy sẽ giới thiệu cái khối chóp N giác đều. Khối chóp N giác đều thì có đấy là một đa giác đều. Và các cạnh bên thì đều bằng nhau. Chân đường cao vẽ từ đỉnh S xuống mặt phẳng đấy trùng với tâm của đa giác đấy. Chẳng hạn trên hình vẽ thầy giới thiệu khối chóp tam giác đều thì đấy của nó là tam giác ABC phải đều, các cạnh bên SA, SB, SC bằng nhau. Đường cao SH thì H chính là tâm của là tam giác đều ABC, tâm của đấy, và H cũng chính là trọng tâm của tam giác ABC. Tại vì là tam giác đều thì tâm đường tròn ngoài thiếp cũng chính là trọng tâm của tam giác, nên các em chú ý để tính toán các cái độ dài khi cần thiết. Tương tự khối chóp tứ giác đều thì đáy của nó phải là một cái hình vuông ABCD, là hình vuông, các cạnh bên SA, SB, SC, SD bằng nhau, và SH chính là chiều cao. Ở đây H chính là tâm của hình vuông, nó cũng chính là giao điểm của hai đường chéo của hình vuông. Thì các cái khối này vừa rồi từ bài tập số 1 đến bài tập số 11, số 10 thầy cũng đã giới thiệu một số bài tập liên quan. Thì hôm nay thì cái phần ghi nhớ này thầy muốn nhắc lại, do hôm trước thầy không có ghi nên thầy nhắc lại lần cuối cùng tại những để phân biệt. Các em chú ý là cái khối lăn trụ N giác đều thì đấy nó phải là một cái đa giác đều, đồng thời nó là đứng, nghĩa là các cạnh bên phải là vuông góc ở đấy. Còn nếu người ta nói cái đề là khối lăn trụ có đấy là một N giác đều thì chưa chắc gì cạnh bên vuông góc ở đấy, các em phân biệt chỗ điều đó. Tương tự khối chóp N giác đều
thì đáy của nó phải là một đa giác đều. Rồi các cạnh bên phải bằng nhau. Và trong cái đường cao vẽ từ đỉnh trùng với tâm của đáy. Khác với là tránh nhầm lẫn với là khối chóp có đáy là một đa giác đều. Lúc đó thì cái chân đường cao chưa chắc gì trùng với tâm của đáy, đúng không? Nên thầy nhấn mạnh lại cái điều đó để các em phân biệt tránh nhầm lẫn. Tiếp theo, hôm nay thầy sẽ giới thiệu cái bài tập số 11, thể tích khối hộp chữ nhật A, B, C, D, A phẩy, B phẩy, C phẩy, D phẩy. Biết A phẩy nghĩa là đường chéo bằng A căn 5, và kích thước cạnh A A phẩy bằng A và cạnh A B bằng A thì thể tích của nó bằng bao nhiêu? Một trong bốn đáp án sau đây. Ở đây thì thầy vẽ hình. Mục đích cái bài này, vừa rồi ở phần trước thầy cũng có nói về khối hộp chữ nhật. Khi biết ba kích thước thì thầy sẽ tính ngay được thể tích của khối hộp. V nó bằng là tích của ba kích thước đó, kích thước đó. Dài rộng cao đấy, dài rộng cao. Nhưng hôm nay thì ta chỉ biết được cái kích thước là A phẩy, kích thước là AB, kích thước AB và thêm là một cái độ dài đường chéo AC phẩy, AC phẩy. Ở đây ý đồ là muốn ôn tập cho em tiếp tục là cái khối hộp chữ nhật nó có các cái đường, bốn đường chéo bằng nhau và nó có một cái mối liên hệ độ dài giữa đường chéo đối với các kích thước cái hộp chữ nhật như thế nào. Thì đây các em để ý muốn tính thể tích khối hộp chữ nhật thì em cần phải biết thêm một cái kích thước nữa, đó chính là B phẩy C phẩy, B phẩy C phẩy, hay là BC, hay là AD, hay A phẩy D phẩy cũng vậy thôi, đúng không? Nó bằng nhau, đúng không? Thì lúc đó em sẽ quy về là cái là tính thể tích khối hộp chữ nhật mà đã biết ba kích thước dài rộng cao. Thì ở đây rất dễ, thì thường thường tính các cái độ dài. Chẳng hạn ở đây ta cần tính thêm là cái là A, B phẩy, C phẩy. Thì trong tam giác vuông A phẩy, B phẩy, C phẩy chỉ biết mất một cạnh thôi. Như vậy thì cạnh A phẩy, C phẩy chưa biết được. Thì ta cũng chưa tính được B phẩy, C phẩy. Do đó ta đặt vấn đề như thế. Do đó tìm cách tính cái A phẩy, C phẩy trước như thế nào. Thì trên hình vẽ ta sẽ dễ dàng thấy là cái hình vuông A, A phẩy, C phẩy vuông tại A phẩy có được hai yếu tố là cạnh A phẩy bằng A và là cạnh AC phẩy bằng A căn 5. Như vậy ta có thể dùng định lý Pythagore để tính được A phẩy C phẩy, đúng không? A phẩy C phẩy. Sau khi tính được A phẩy C phẩy thì tiếp tục ta lại dùng định lý Pythagore cho tam giác vuông A phẩy B phẩy C phẩy, đúng không? Ta sẽ tính được B phẩy C phẩy. Như vậy lúc đó khối hộp chữ nhật biết được ba kích thước độ dài về là rộng, dài và cao thì ta thể tính được thể tích khối hộp chữ nhật. Đây thầy tóm tắt lại cái phần là suy luận và tính toán. Ở đây ta sẽ tính A phẩy C phẩy bằng căn bậc 2 của A C phẩy bình phương trừ A phẩy bình phương, và các em chỉ việc là lấy số trong đề bài đã cho thay vào và ta sẽ tính được là bằng là 2A. Sau khi tính được A phẩy C phẩy nhìn trên hình vẽ A phẩy C phẩy A phẩy B phẩy cũng biết rồi, A phẩy B phẩy thì cũng bằng AB nên cũng bằng A. Do đó ta tiếp tục dùng định lý Pythagore để tính B phẩy C phẩy. Lúc đó nó bằng căn bậc 2 của A phẩy C phẩy bình phương trừ đi cho là A phẩy B phẩy bình phương. Các em sẽ thay số vào và sẽ tính được bằng A căn 3. A căn 3. Như vậy ta đã biết được là độ dài A phẩy, độ dài AB và tiếp tục độ dài AD. AD thì cũng bằng B phẩy C phẩy, đúng không? Bằng A căn 3.
ta sẽ dùng công thức tính thể tích của hộp chữ nhật V bằng tích của ba kích thước A, A phẩy, A, B, A, D. Lát số vào ta sẽ được kết quả là A mũ 3 căn 3 và ta sẽ chọn đáp án B. Lúc trước ta có nói về khối hộp chữ nhật tính thể tích khi biết ba kích thước. Hôm nay thì giới thiệu với bài 11, ý đồ của thầy là muốn nhắc nhở cho các em nhớ nhanh một cái công thức tính độ dài cái đường chéo của khối hộp chữ nhật để tiện dụng trong vấn đề kiểm tra trắc nghiệm. Nên thầy sẽ tóm tắt cái phần tính chất độ dài của đường chéo trong khối hộp chữ nhật. Độ dài của đường chéo trong khối hộp chữ nhật có thể tính thông qua ba cạnh dài rộng cao của khối hộp chữ nhật. Chẳng hạn D bình phương ở trên này thấy không? Sẽ bằng là A bình phương cộng B bình phương cộng C bình phương lấy căn bậc 2. Cái bài số 11 vừa rồi thì người ta cho D, nghĩa là cho cái đường chéo và cho biết hai kích thước A phẩy và là A phẩy B phẩy. Như vậy cái kích thước còn lại chắc chắn sẽ tính được đúng không? Ta chỉ việc áp dụng bất định lý Pythagore nhiều lần, đúng không? Nhiều lần sẽ tính được. Từ đó suy ra biết ba kích thước của khối hộp chữ nhật và tính được thể tích khối hộp chữ nhật. Tiếp theo, ta xét bài toán số 12. Cho tứ diện đều ABCD có cạnh bằng A nhỏ, thể tích của khối tứ diện bằng những số nào trong các đáp án sau đây? Đọc cái bài này thì các em phải là nhớ ngay cái khái niệm tứ diện đều là gì. Tứ diện đều thực chất nó là một cái khối chóp tam giác đều, bên cạnh đó các cạnh bên phải bằng cạnh đấy luôn, bằng cạnh đấy, cạnh đấy. Hay nói ngắn gọn hơn, khối tứ diện đều có 6 cạnh đều bằng nhau, 4 mặt là 4 tam giác đều bằng nhau. Đó là cái khái niệm về khối tứ diện đều. Đây, trên hình vẽ thầy mô tả cái khối tứ diện đều ABCD. Thì thực chất cái khối tứ diện đều cũng là khối chóp đều. Do đó, cách xác định cái đường cao vẽ từ bục đỉnh xuống mặt đáy cũng rất là đơn giản. Ta chỉ cần xác định tâm của một tam giác đáy và đỉnh còn lại nối xuống cái tâm đó thì chắc chắn sẽ dùng góc mặt đáy. Như trên hình thì DH chính là cái chiều cao ngay, đó, chiều cao ngay vuông góc mặt thẳng ABC. Và H là gì? H chính là giao điểm của các cái đường là trung tuyến hay là đường cao, vân vân, cũng chính là nó, đúng không? Tiếp theo đây thì ta sẽ đi quy về tính thể tích của cái khối chóp có đấy là tam giác ABC và chiều cao là SH. Thì đấy tam giác ABC là tam giác đều cạnh A. Tại tất cả các cạnh của khối tứ diện đều đều bằng A hết thì là các cạnh của tam giác đều ABC cũng bằng A. Do đó kỳ trước thầy đã giới thiệu nhắc lại cái ghi nhớ rồi, diện tích của tam giác đều ABC cạnh A thì sẽ bằng là A bình phương căn 3 trên 4. Tính được, đúng không? Nhiệm vụ ở đây là ta phải tính thêm là cái chiều cao DH nữa, DH. Thì muốn tính chiều cao DH như hôm trước thầy có nhắc thì ta sẽ ghép cái độ dài DH đó vào trong những cái tam giác nào có khả năng là giải được để tính cái độ dài DH. Chẳng hạn ở đây ta sẽ đưa vào tam giác là DAH, DAH. Thì tam giác này sẽ vuông tại H, vuông tại H. Vì là DH là đường cao thì vuông góc mặt đáy. Lúc đó thì vuông góc mọi đường trong mặt thẳng đáy nên DH sẽ vuông góc AH, nên tam giác là DAH vuông góc tại H.
Trong tam giác vuông này ta đã biết được AD bằng A nhỏ. Vấn đề tiếp theo, có tính được AH không? Thì quá đơn giản, thầy mô tả này cho các em thấy. Thì AH do tam giác đều ABC thì H nó cũng chính là trọng tâm. Nên AH nó cũng bằng 2/3 của là cái đường cao, đường trung tuyến đấy, đúng không? 2/3 đường trung tuyến. Nó cũng chính là đường cao đấy, 2/3 AM, 2/3 AM. Mà AM là đường cao trong tam giác đều cạnh A thì sẽ bằng là A trên 3/2. Do đó ta chỉ việc là nhân thêm 2/3 thì tính toán ra ta sẽ thu được là A trên 3/3. Như vậy ta tính được AH. Từ đó ta sẽ dùng định lý Pythagore để tính DH bằng căn bậc 2 của AD bình phương trừ AH bình phương. Các em thay số vào sẽ tính được là A căn 6/3. Lúc đó các em sẽ dùng công thức tính theo tích khối chốt. V bằng 1/3 diện tích đáy SABC nhân với chiều cao DH. Thay số vào tính toán ta sẽ thu được kết quả là A mũ 3 căn 2/12. Và em sẽ chọn được đáp án C. Thì ở đây nó có liên quan đến một vấn đề là chiều cao của tam giác đều cạnh A. Hôm trước thầy chưa có nói, do đó hôm nay thầy ghi nhớ cho các em một vấn đề đó nữa để các em nắm. Tại vì những vấn đề này rất là trọng tâm, rất hay dùng. Và với một điều nữa, đó là tứ diện đều cạnh A nhỏ thì thể tích nó cũng rất dễ nhớ, rất thông dụng, các em thuộc luôn. Do đó thầy cũng có ghi trong cái phần ghi nhớ sau đây. Thể tích khối tứ diện đều ABCD cạnh A thì V sẽ bằng A mũ 3 căn bậc 2 của 2/12. Còn chiều cao của tam giác đều cạnh A thì H nó sẽ bằng là A căn 3/2. Còn hôm trước thì cái phần là diện tích tam giác đều cạnh A thầy đã nhắc rồi, nên thầy không nhắc nữa. Diện tích tam giác đều cạnh A thì sẽ bằng là A bình phương căn 3/4. Do đó các em theo dõi tập trung, theo dõi các cái bài tập giảng thì các em sẽ là chỉ có những cái điều ghi nhớ trọng tâm thiết thực được nhắc lại tất cả để các em có kiến thức vững chắc để sau này em sẽ làm những bài tập nâng cao hơn. Tiếp theo đây thầy sẽ giới thiệu cho các em là cái bài tập số 13. Cho khối tứ diện ABCD vuông tại A, tức là có các cạnh AB, AC, AD đôi một vuông góc với nhau. Ở đây AB cho độ dài bằng A, AC bằng 2A, AD bằng 3A. Người ta hỏi thể tích của khối tứ diện này bằng một trong những đáp án nào sau đây? Thầy mô tả hình vẽ. Cái khối tứ diện ABCD vuông tại A, các em nhìn trên hình thì ta sẽ có là gì? AB vuông góc với là đôi một vuông góc nhau, có nghĩa là AB vuông góc với AC, AC vuông góc với AD, AD vuông góc với AB. Do các cái hình này nó đơn giản nên thầy nói thôi, thầy không có dùng hiệu ứng nhiều làm gì. Và đây người ta cho hết các cái độ dài rồi, tính thể tích cái tứ diện này thì rất dễ. Các em thử là xem như tam giác là ABC làm đáy đi, thì lúc đó là DA chính là cái chiều cao. Tại sao nó chiều cao? Thì do DA vuông góc với AB, DA vuông góc với AC, hai đường thẳng AB và AC cách nhau, do đó DA sẽ vuông góc với mặt phẳng ABC, nên đây chính là chiều cao. Và các em chỉ dùng công thức tính thể tích khối chốt, V bằng 1/3 diện tích đáy nhân với chiều cao thì sẽ ra được là kết quả của bài toán. Nên thầy sẽ mô tả đúng không? V sẽ bằng là 1/3 nhân cho diện tích tam giác ABC, AC chính là bằng 1/2 tam giác AC vuông tại A, nên nó sẽ bằng 1/2 AB nhân AC, nên thầy thu gom luôn, nên nó bằng 1/6 đúng không? ABC và nhân với chiều cao DA, nhân chiều cao DA.
thì các em sẽ thay số nhau thì thu gọn ta sẽ được là bằng là a mũ 3 và ta dễ dàng chọn được đáp án D. Do đó qua bài tập số 13 thì thầy đã hoàn thành tiếp là giới thiệu cho các em biết về khái niệm tứ diện vuông là gì. Tứ diện điều rồi, tứ diện bất kỳ rồi, bây giờ là phần tứ diện vuông. Và cái tứ diện vuông tại một đỉnh nào đó cũng rất thông dụng, rất hay gặp, nên các em có thể là nhớ thuộc lòng luôn. Nên thầy có ghi cái ghi nhớ sau đây, các em để lại thuộc và sử dụng. Đây, ở đây thì giả thiết là các cạnh là A, B, A, C, D đôi một vuông góc nhau. Nên là AB vuông góc AD, AD vuông góc là AC, AC vuông góc với là AB. Và giả thiết các cạnh góc vuông, các đoạn vuông là các cạnh AB bằng A, cạnh AC bằng B, cạnh AD bằng C nhỏ. Thì lúc đó thể tích cái khối tứ diện vuông này rất dễ tính bằng 1/6 tích của ba cái cạnh góc vuông ABC. Cam thuộc nó rất nhanh. Bây giờ các em sẽ xét tiếp cái bài tập số 14. Cho khối chóp SABC có đấy là tam giác đều, cạnh 2A và có thể tích là A mũ 3. Đề bài yêu cầu tính chiều cao H của khối chóp đã cho. Bốn đáp án sau đây là chọn đáp án nào? Thầy vẽ hình. Khối chóp này đấy ABC là tam giác đều và thể tích là cho rồi. Bây giờ tính chiều cao thì cái bài này toán này chẳng qua là bài toán ngược thôi. Kỳ trước thì ta dùng công thức thể tích khối chóp là V bằng 1/3 nhân với diện tích đấy nhân với chiều cao. Bây giờ người ta lại là cho cái thể tích và cho cái diện tích đấy, hỏi ngược lại chiều cao thôi. Thì ta chỉ cần là thực hiện phép tính là tính được H thôi. Nên thầy hướng dẫn nhớ lại công thức ngay. Thể tích khối chóp V bằng 1/3 nhân với diện tích đáy B nhân chiều cao H. Thì lúc đó ta tính được chiều cao H bằng 3 lần thể tích chia cho. Thầy ghi nhầm, đây là chữ B chứ không phải chữ S. Các em chú ý là chữ B. Đó, chữ B. H bằng là 3 V chia B. Và cái chiếc việc là thay thể tích vào và thay cái diện tích đáy vào. Diện tích đáy ở đây thì thầy cũng làm nhanh là do là diện tích đáy tam giác đều. Đáy là tam giác đều nên các em rất là dễ tính diện tích đáy. Đấy. Và sẽ thay vào diện tích đáy tam giác đều thì chính là bằng là bình phương cạnh nhân căn 3 chia 4. Nên các cái phần trên thầy đã nhắc rồi, đúng không? Nên các em chỉ việc là tính toán lại và thay vô cái công thức này và sẽ chọn được ngay đáp án, đúng không? Đó là đáp án D, đúng không? H bằng là A căn 3. Các em chú ý trên bảng trên màn hình cho thầy là chữ S đó chính là chữ B đấy, đó là diện tích đáy đó, đấy ghi nhầm đó. Do đó qua bài tập số 14 thì các em lại tiếp tục khai thác được một điều là gì? Từ công thức tính thể tích khối chóp V bằng 1/3 diện tích đáy nhân chiều cao, ta có thể đi tính chiều cao của khối chóp khi biết thể tích và biết diện tích đáy. H bằng mà 3 lần thể tích chia cho diện tích đáy. Và thầy tóm tắt điều đó trong cái ghi nhớ sau đây. Chiều cao của khối chóp có thể tích V và diện tích đáy B. Ở đây thầy cũng ghi nhầm chữ S chữ B, đúng không? Các em để ý tí, đúng không? Khi nào sau thầy sẽ là chỉnh lại chỗ này. Đây hình vẽ này, chiều cao là SH, SH. Giả sử là ta biết là cái diện tích đáy B và cái thể tích cho rồi thì ta có thể tính được chiều cao, tính được cái khoảng cách S đến S đến mặt phẳng đáy ABCD. Và bài giảng của chúng ta hôm nay tạm gia lao 10 phút tại đây. Tí nữa thầy sẽ tiếp tục với cùng cái phần nội dung ôn tập về khối đa diện này. Tạm biệt các em.
Chào các em. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục trở lại cái bài học hôm nay. Ta xét bài toán số 15. Cho tứ diện ABCD có các cạnh AB, AC và AD đối một vuông góc với nhau. AB bằng 6A, AC bằng 7A, AD bằng 4A. Gọi M, N và B tương ứng là trung điểm của các cạnh BC, CD và DB. Thể tích P của khối tứ diện AMNB bằng một trong những đáp án nào sau đây? Bài toán số 15 bây giờ là không còn đơn giản như các bài toán từ số 1 đến số 14 nữa. Do đó, việc đầu tiên chúng ta phải vẽ hình ra, đọc đề và vẽ hình. Thực chất thì sau khi vẽ hình ra thì nó cũng quy về các cái bài tập cơ bản trọng tâm trở lại, các em sẽ thấy ngay. Nên khi làm toán hình học không gian, khi thấy một cái đề mà nó dài thì không nên sợ, ta chỉ bình tĩnh và vẽ hình, nhớ lại những kiến thức cơ bản, vận dụng vào thì có thể là giải quyết được. Bây giờ thầy sẽ mô tả hình vẽ. Đề người ta cho tứ diện ABCD thì các em sẽ vẽ tứ diện ABCD. Đôi một các cạnh AB, AC, AD đôi một vuông góc với nhau. Do đó ở đây các em sẽ để ý là AB này vuông góc với AC. AC trong không gian thì góc vuông ta có thể biểu diễn là góc bất kỳ cũng được, nhưng mà phải hiểu nó là vuông. AB, AC vuông góc nhau. AC, AD cũng vuông góc nhau. Và AD, AB cũng vuông góc nhau. Thì tới nay thì có một số em thắc mắc tại sao thầy vẽ cái khối tứ diện vuông bằng cái hình vẽ này. Thì vừa rồi ở bài tập số 14 thầy vẽ cái khối tứ diện vuông thì ở dạng là cái đỉnh góc vuông á, nó nằm dưới là phía dưới, để dễ hình dung. Còn cái bài này thì thầy vẽ cái đỉnh góc vuông nó nằm ở trên cao, đúng không? Trên cao. Không vẽ dưới. Thì có dụng ý của thầy. Sau khi nhìn hình vẽ thì em lại tiếp tục đọc đề thì em thấy là gì? Thể tích V của khối tứ diện AMNB, AMNB thì nó rất rõ như trên hình vẽ, thấy không? AMNB nó rất rõ hơn, ý nghĩa như thế mà thầy là cái là không vẽ theo cái kiểu ở bài tập 14 mà vẽ ở dạng bài tập 15 này. Nhưng phải chú ý là phải để ý là các cái góc BAC, CAD, DAB là vuông góc nhau, nhưng trong không gian thì ta biểu diễn bằng một góc bất kỳ như thế, không? Để ý chỗ đó thôi, đúng không? Để ý. Tiếp theo ta sẽ đọc đề. MNB tương ứng là trung điểm của các cạnh BC, CD và DB lần lượt trên hình vẽ. Trung điểm. Xong. Thì đến này người ta lại hỏi là tính thể tích V của khối tứ diện AMNB. Thì trên hình vẽ các em sẽ hình dung được cái khối tứ diện AMNB. AMNB đó là màu xanh dương. Thầy mô tả. Như vậy làm sao tính? Muốn tính thể tích của một khối chóp thì ta cần phải biết diện tích đấy và chiều cao. Nhưng đây là chưa thấy gì hết, chưa thấy một cái giả thiết gì là để tính diện tích đấy của cái tứ diện AMNB hết, cũng chưa thấy gì về chiều cao hết. Thì nếu em nào theo dõi liên tục các cái bài giảng vừa rồi thì các em sẽ phát hiện ra ngay được là cái khối tứ diện AMNB với khối tứ diện ABCD nếu xét đến A thì sẽ có cùng chiều cao. Vẽ từ đỉnh A. Là điều thứ nhất. Tiếp tục về đáy của khối tứ diện
A M L B, thì đấy nó là tam giác MLB, MLB. Thì tôi nói thì các em nhớ lại về kiến thức về đường trung bình trên tam giác thì rất là dễ dàng, em chỉ phát hiện ngay được là bốn cái tam giác nhỏ nhỏ là B M P, M C N, M N B và N D B đều là bằng bằng nhau và có diện tích bằng nhau luôn, bằng nhau luôn. Như vậy cái diện tích tam giác MNB sẽ bằng 1 phần 4 diện tích đấy của là khối tứ diện ABCD là cái tam giác BCD, BCD. Như vậy là ta thấy là cái diện tích là cái là giảm đi 4 lần diện tích đấy của cái khối tứ diện AMNB so với là khối tứ diện ABCD là giảm đi 4 lần. Còn chiều cao thì giống nhau. Do đó ta chỉ việc là lấy thể tích của khối tứ diện ABCD chia đi cho 4 là ra kết quả bài toán. Đúng. Nhưng ở đây thì thể tích của khối tứ diện ABCD chưa có, nhưng tuy nhiên ta theo cái bài số 15, bài số 15 thì một cái khối tứ diện vuông tại một cái đỉnh nào đó, ở đây là đỉnh A, mà nếu biết được độ dài ba cái cạnh góc vuông thì sẽ tính được thể tích. Thể tích. Như vậy bài toán đã được giải quyết rồi, đúng không? Ở đây thì do là cái khối tứ diện ABCD nó vuông tại A và nó có AB này vuông góc AC, AC vuông góc với AD, AD vuông góc với AB. Do đó thể tích nó ta tính được, độ dài đã cho rồi, các em sẽ xem là cái hướng dẫn. V ABCD bằng 1 phần 6 AB nhân AC nhân AD. Các em sẽ ráp số vào. Ráp số vào. Và tính được nó bằng là 28 a mũ 3 đâu a mũ 3. Và diện tích đáy của tam của là cái tứ diện AMNB chính là tam giác là MNP này, đúng không? Thì bằng 1 phần 4 diện tích đáy của khối tứ diện ABCD, nghĩa là giảm đi 4 lần. Do đó thể tích của cái khối tứ diện AMNP cũng giảm đi 4 lần, nên chính là bằng là 7a mũ 3. Ta lấy 28 chia 4 đúng không? Bằng 7a mũ 3. Do đó thực chất cái bài toán này là không có gì khó, không có gì khó. Ta nắm lại kiến thức tính chất về đường trung bình liên quan đến diện tích. Diện tích là cái thứ nhất. Còn lại các là vấn đề khác. Chẳng hạn như là khối tứ diện vuông thì đã đề cập ở bài số 14 về sự thay đổi thể tích khi biết diện tích đáy hay là chiều cao biến thiên thay đổi bao nhiêu lần so với là cái thể tích của cái khối tứ diện trước, diện trước. Do đó là ta sẽ chọn đáp án D, đáp án D được. Như vậy cái bài số 15 sẽ liên quan đến một số cái bài trước, các cái bài giảng trước, nên các em phải theo dõi liên tục thì mới thấy được cái giá trị của nó. Ở đây thầy lại ghi nhớ một điều để các em chú ý về tính chất của đường trung bình, tam giác liên quan đến diện tích, là ở đây là tam giác ABC. Ở đây thầy không có nói rõ, các em tự hiểu. Ở đây thầy nói là M là trung điểm của BC, N là trung điểm của AC, B là trung điểm của AB, AB. Thì lúc đó các cái đoạn trung bình này chia cái tam giác ABC ra làm bốn tam giác nhỏ bằng nhau, thậm chí bằng nhau đều và có diện tích đều bằng nhau hết và bằng 1 phần 4 diện tích của tam giác lớn ABC. ABC. Tiếp tục ta xét bài số 16. Cho tứ diện đều ABCD có cạnh bằng A nhỏ, gọi MN lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC và Y là điểm đối xứng của B qua D. Mặt phẳng MNE chia khối tứ diện ABCD thành hai khối đa diện
trong đó khối đa diện chứa tính A có thể tích V, tính V, tính V. Một trong bốn đáp án sau đây, ta sẽ chọn đáp án nào? Thì cái bài toán này cũng là phức tạp, thuộc loại bài từ bài số 15 đến bài số 16, thì cái đề nó là không có hiển nhiên nữa. Muốn giải quyết được các bài toán như thế, đầu tiên là ta phải vẽ hình. Vẽ hình. Đây ta sẽ vẽ hình và thầy ghi nhanh luôn, là vẽ nhanh luôn. E là điểm đối xứng của B qua D. Đây thầy vẽ thôi. Vậy MN là trung điểm của các cái cạnh AB, BC, BC. E là điểm đối xứng của B qua D. Của B qua D có nghĩa là D là trung điểm của lại EB, EB. Ở đây các em để ý là cái là DE bằng DB, DB, để ý đó. Rồi. Tiếp tục tập đề. Mặt phẳng MNE, mặt phẳng MNE. Thì để hình dung cái mặt phẳng này thì ta thường thường hình dung thông qua cái tam giác mô tả nó. Là tam giác là ta nối lại, tam giác là MNE là ta nối lại. Rồi, ta đã hình dung được mặt phẳng đó rồi. Được. Tiếp theo, đề bài nói là chia cái khối tứ diện ABCD ra thành hai khối đa diện. Do đó một vấn đề ở đây là ta xem thử cái mặt phẳng MNE chia cái khối tứ diện ABCD ra thành hai khối nào, hai khối nào. Thì việc đầu tiên là ta phải đi xác định cái thiết diện của cái mặt phẳng MNE với cái tứ diện ABCD. ABCD. Chính cái thiết diện đó mới là cái gì đó, phân chia cái khối tứ diện ABCD ra thành hai phần, chính là hai khối đa diện nhỏ hơn đấy, nhỏ hơn. Được. Thì ở đây thì các em rất là dễ dàng thấy ngay trên hình vẽ EM cách AD tại phê, tại vì cùng nằm trong cái mặt phẳng là EBA, EBA. Tương tự EN cũng cách CD tại điểm Q, do là CD và EN cùng nằm trong mặt phẳng EBC, EBC. Do đó ta thấy mặt phẳng MNE là cách cái tứ diện ABCD, các mặt của nó theo các đoạn giao tuyến MN, MP, BQ, NQ, NQ. Đây quy mặt phẳng này. Xong, như vậy nhiệm vụ ta đã vẽ hình xong, vẽ hình xong. Đọc đề tiếp. Đề bài nói là mặt phẳng này chia cái tứ diện ABCD ra thành hai khối đa diện. Như vậy bây giờ ta phải xem hai khối đa diện đó là đâu? Hai khối đa diện ở đâu? Và cái khối đa diện nào chứa tính A? Thì đề đã cho tính có thể tích V rồi. Bây giờ là rồi tính cái thể tích đó, đúng không? Thì đây các em nhìn trên hình vẽ thì dễ thấy là cái mặt cái là thiết diện MNBQ chia là cái khối tứ diện ra thành hai cái khối đa diện, đó là ABQCMN. Các em nhìn trên hình vẽ ACQ C MN được. Và cái khối thứ hai đó là M B N Q D P, D P là đó là nó phần nó nhô ra phía trước mặt mình, đúng không? Còn phần kia là phía trong cái màn hình, phía trong màn hình. Em hình dung đúng không? Và cái khối A B Q C M N thì đó là cái khối chứa cái tính A. Người ta đã cho thể tích là V rồi, đúng không? Là V. Nhưng các em để ý cái khối A B Q C M N là cái khối không có dạng cơ bản trong các cái nội dung tính thể tích, thể tích. Thể tích. Do đó là phải tìm cách tính thể tích của cái phần còn lại, đúng không? Còn lại. Rồi từ cái thể tích của cái tứ diện ABCD ta suy ra cái thể tích cần của khối đa diện cần tính, cần tính.
Thì ở đây muốn tính được cái thể tích của cái khối đại diện MBNQDB, thì ta phải để ý tới cái điều này mới tính được. Thực ra cái khối này cũng không cơ bản, nhưng cái khối này nó chính là cái phần thu được từ cái thể tích của cái khối tứ diện EMBN với cái tứ diện EBDQ, một cái tứ diện lớn đó, đúng không? Và trừ đi cái tứ diện nhỏ EBDQ thì ra là cái phần này, cái khối đại diện là cái là MBNQDB. Thì đến đây ta xem thử là cái thể tích của cái tứ diện EBQD có tính được không? Tính được không? Thì chưa có một số liệu nào. Thì ta lại để ý tiếp, để ý tiếp. Cái tứ diện EMBN xem có tính được không? Thì cái khối tứ diện này tương tự như bài số 15 thì ta phát hiện ra là gì? Diện tích đáy MBN bằng 1/4 cái diện tích tam giác ABC. Còn về chiều cao, dựa vào tính chất đối xứng của B qua D là điểm E, nên chiều cao của khối tứ diện này sẽ gấp đôi cái chiều cao của là cái khối tứ diện ABCD. Còn cái tứ diện ABCD thì nó là tứ diện đều có cạnh bằng A, nên thể tích nó ta là biết rồi, chính bằng A mũ 3 căn bậc 2 của 2 trên 12. Do đó thể tích của là khối tứ diện EMBN thì có diện tích đáy giảm đi 1/4, còn chiều cao thì tăng lên 2 lần. Do đó ta chỉ việc là 2 nhân cho 1/4 nhân cho thể tích của tứ diện ABCD, ta sẽ tính được bằng là A mũ 3 căn bậc 2 của 2 chia 24. Và sau đó các em sẽ nhớ về cái tính chất tỷ thể tích của là khối chốt tam giác. VEDBQ chia VEBMN sẽ bằng ED trên EB nhân cho EB trên EM nhân EQ trên EN. Và ở đây các cái tỷ số ở đâu mà ra? ED trên EB. ED trên EB là do tính chất đối xứng thì nó sẽ bằng 1/2. Còn là EB trên EM, EB trên EM thì các em để ý tam giác ABE có EM chứ AD là hai đường trung tuyến, nên B chính là trọng tâm của tam giác ABE. Nên ta dựa vào tính chất trọng tâm của tam giác, ta sẽ suy được là EB bằng 2/3 EM, tính chất đường trung tuyến. Tương tự Q cũng vậy. Do đó ta phải tính được tỷ thể tích của hai cái tứ diện lớn và nhỏ đó bằng 2/9. Và biết thể tích tứ diện lớn rồi, nên ta suy ra được thể tích tứ diện nhỏ. Là bằng 11 A mũ 3 căn 2 trên 216. Do đó ta sẽ chọn được cái đáp án đó là đáp án B. Thì qua cái bài số 16 này, thầy muốn giới thiệu cho các em về cái công thức tính tỷ thể tích của khối chốt tam giác. Thầy tóm tắt lại, và bài học của các em hôm nay tạm dừng ở đây. Chào tạm biệt các em. Hẹn gặp lại vào bài giảng hôm sau.